Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân Thành phố và Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình mentoring nhằm giúp sinh viên phát triển bản thân và mở rộng các mối quan hệ, hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh. Mentoring là mô hình đào tạo hiện đại hiệu quả trong việc phát triển năng lực cá nhân, sử dụng hình thức kèm cặp 1-1 là chủ yếu. Đây là một sự chia sẻ giữa một người có kinh nghiệm mentor, cố vấn, hỗ trợ cho một người ít kinh nghiệm mentee trong việc thay đổi cá nhân, hỗ trợ phát triển tổ chức và một số hoạt động có liên quan khác. Mentor là các doanh nhân có kinh nghiệm trên 40 tuổi, mentee là các doanh nhân trẻ, nhân viên các doanh nghiệp, sinh viên xuất sắc năm cuối có ý tưởng khởi nghiệp, có tuổi đời dưới 35. Mỗi năm Đại học Mở có 600 sinh viên ngành quản trị kinh doanh tốt nghiệp. Hội thảo là cơ hội cho sinh viên năm cuối có ý tưởng khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh được các doanh nhân hay quản lý cấp cao ở các công ty, tập đoàn dìu dắt và cố vấn.